Xin kính chào toàn thể quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim tại Hải Dương. Và buổi chiều ngày hôm nay em lại xin phép lên sóng cho khách hàng một mẫu xe Hyundai Elantra số tự động. Em này thì sản xuất 2017 bản 1.6 và hiện tại đang có giá chào bán là 520 triệu bao rủ hồ sơ. Thì trước này em vẫn hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% giá trị xe. Anh chị và khách hàng nào đang quan tâm yêu thích mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp luôn với bên em vào số điện thoại 0978 607 555, hoặc có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để mình có thể xem xe kỹ hơn, thương lượng giá tốt nhất. Tất cả xe bên em bán ra đều có văn bản cam kết bảo hành 100% về các vấn đề như đâm đụng ngập nước hay là hồ sơ pháp lý, cái vấn đề đã bảo hành 100% để cho khách hàng mình đem xe ra hãng ra thợ mình kiểm tra chuẩn chỉ trước khi nhận xe và thanh toán tiền. Thì em xin phép quay chi tiết luôn sơ qua ngoại thất, nội thất, các option cơ bản của chiếc Elantra này cho khách hàng đang quan tâm. Em này rất là đẹp luôn. Xe đăng ký biển 60 Bình Dương. Xe đăng ký biển 60 Bình Dương. Ngoại thất màu trắng. Đó là 2017 rồi thì cái phần sơn si mình cũng không thể đòi hỏi là quá là nhiều được. Nhưng mà em này thì vẫn còn sơn zin theo xe tầm 80 đến 85% là sơn zin theo xe. Đây là ước lượng chừng đấy thôi, còn thực hư như nào thì anh chị phải đến trực tiếp mình xem xe. Đấy, 2017 thì được trang bị đèn bi rồi. Đấy, led ban ngày được chạy phía dưới. Đấy, dàn lốp vẫn còn rất dày. Dàn lốp vẫn còn rất dày, nguyên bản theo xe. Đấy, là răng đúc màu bạc 16 inch. Đấy, được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như là hệ thống an toàn 4 túi khí này, ABS chống trơn trượt, cân bằng điện tử, đấy, cảm biến sau và camera lùi. Đấy, nói chung những cái tính năng an toàn rất cơ bản. Đấy, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan báo rẽ này, nút mở cửa thông minh trên tay nắm. Về cái phần nội thất thì em này nguyên bản từ đầu tới cuối chưa động chạm một cái gì, kể cả lót sàn cũng chưa bọc, chỉ phủ lên một lớp cao su chống bẩn thôi. Đấy, còn sàn thì chưa làm một cái gì. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đàm thoại rảnh tay trên vô lăng, rồi nút điều chỉnh âm lượng. Đấy, gạt mưa tự động, đèn tự động. Đấy, xe chạy 5 vạn 6. Hàng ghế phía sau cực kỳ rộng rãi, thoải mái. Có thêm cửa gió điều hòa phía sau. Đấy, các dòng xe hạng C đến từ thương hiệu Hàn Quốc thì có khoang ngồi cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Đấy, khoang nội thất cực đẹp. Gương chiếu hậu có lấy chống chói này. Cửa sổ trời chỉnh điện, rồi trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, trần nỉ các thứ đều là nguyên bản hết, chưa động chạm bất cứ một cái gì. Cụm màn hình nguyên bản theo xe tích hợp camera lùi và có hỗ trợ dẫn đường của Hyundai Thành Công. Đề nổ thông minh, rồi điều hòa tự động hai vùng biệt lập. Đấy, 3 chế độ lái. Đấy, phần đuôi được thiết kế đèn hậu dạng vảy cá, full led, 4 mắt cảm biến sau và camera lùi. Đấy, khoang cốp rộng rãi và ghế thứ hai thì có thể gập được xuống này, có thể để đồ nhiều hơn. Đấy, lốp sơ cua vẫn còn dày. Em này sử dụng động cơ 1.6 số tự động, cho nên là cái mức xăng tiêu hao nó rơi vào tầm
6 đến 6,5 lít xe 100 cây đường hỗn hợp. Cái mức này thì ra bình thường cho ghép mẫu xe hạng C. Thì em xin quay đến khoang động cơ của em Hyundai Elantra này luôn để cho các nhà mình có thể xem. Đấy, ốc máy các thứ đều là zin 100%. Đấy, cam kết bảo hành bằng văn bản cho khách hàng đem xe ra hãng ra thợ kiểm tra tất cả cái phần này. Đấy, mình làm việc cam kết bằng văn bản chứ không phải bằng miệng. Đấy, các ốc capo, các đường phân keo chỉ bảo hành 100%. Đấy, zin từng con chốt nhựa. Đấy, chiếc xe này đẹp như thế nào thì em khách hàng cũng phải đến xem xe trực tiếp thì mình mới biết được. Và xin lại thông tin của em Hyundai Elantra này, xe sản xuất 2017 bản 1.6 số tự động và có giá chào bán là 520 triệu. Khách hàng quan tâm thì có thể alo trực tiếp vào số hotline 0978 607 555. Hoặc đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đấy, để mình có thể xem xe kỹ hơn, đem xe ra hãng ra thợ mình kiểm tra. Và khách hàng đến xem xe trực tiếp thì bên em sẽ có một cái giá ưu đãi nhất và yêu thương nhất.